Xin chào tất cả các bác. Thì em đang cầm trên tay đây là một con Sony CMT CDX5. Đấy, đây là một con hàng hàng cũ nhưng mà vẫn còn nguyên hộp, nguyên tất cả các thứ. Hầu như là chưa sử dụng mấy. Hàng này là quán người ta niêm yết là cái hàng trưng bày ở cái siêu thị ấy. Đấy, thì nhưng bây giờ người ta thanh lý đi. Thì em mua cho một anh ở Hà Nội à. Thì anh là anh Thạch ở Hà Nội, thì anh có gửi em từ rất là lâu rồi. Nhưng mà em cũng chưa mua được. Thì anh cũng rất là tin tưởng, anh đã gửi tiền cho em từ trước lâu rồi. Nay thì em mới tìm được con này cho anh đấy. Thì nhân tiện em sẽ quay một đoạn để em giới thiệu lại cho các bác luôn. Và nhân tiện em sẽ gửi cho anh Thạch xem cái hàng của anh đấy gần như là mới tinh tinh tinh. Đấy, thì em sẽ mở hộp này ra cho cùng cho bác xem. Đây nha các bác, thì cái hộp của nó thì cũng khá là to vì trong có xốp và các thứ. Thì đây là tên nó là CMT CDX5. Con này thì có những cái chức năng như sau: một là CD này, hai là USB, ba là FM, như là AM. Đấy, vừa nghe được đài vừa luôn, có cả NFC luôn nha các bác. Năm chức năng trong một sản phẩm như thế này. Thì và tất nhiên là cái hàng này thì của là hàng sản xuất cho thị trường Nhật Bản thôi, nên là tất cả đều là chữ Nhật. Nhưng mà cái nhà máy sản xuất thì gần như những cái con Sony mà nhỏ, kích thước nhỏ như thế này thì là 100% là sản xuất ở, 99% là sản xuất tại China, ở Trung Quốc. Thì một hộp nó ra thì đây là cái sản phẩm người ta trưng bày chứ không phải là hàng mới 100% nhé. Nên là cái việc xốp nó cũng đã có những cái sự tháo ra tháo vào, thì nó cũng không không còn nguyên vẹn được nữa. Bên góc này thì là cái dây nguồn này. Đấy. Và bên này thì là anten. Cục anten và dây anten để khi mà bắt FM và AM của Sony này. AM antenna này, anten của Sony AM. Thì em sẽ mở cái xốp ra. Thì vẫn còn cái hướng dẫn sử dụng Bluetooth các thứ nguyên bằng sách hướng dẫn sử dụng tiếng Nhật. Thì em sẽ dỡ cái xốp ra. Các bác thì xốp nó thì xốp left và xốp right, thì nó bên right nó đã bị vỡ mất một miếng này trong quá trình người ta tháo ra tháo vào chứ không phải em nhé. Đây, xốp em sẽ tháo ra. Hàng này thì em cũng chờ rất là lâu mới mua được một con nó nguyên vẹn mà còn đẹp như vậy. Con này thì là cái màu trắng, người ta có đấy, một trước mặt nó là màu trắng, trên nó thì vẫn còn hầu như là còn rất là mới. Nó cũng khoảng tầm 90%, còn rất là đẹp, long lanh, đấy, mới tinh. Cái mặt này thì gần như là hơn 90%. Sau này thì cũng không, gần hơn như là không có xước. Sau này có cổng USB này, cổng line in này. Bên này là có AM, FM, anten cắm vào này, và đây là nguồn. Em sẽ cắm nguồn vào và nghe một đoạn nhạc Bluetooth thử dùng cái điều khiển. Đấy các bác, thì con này cái chức năng AM FM nó vẫn chạy rất là nhạy, bật lên phát là nó ok thôi. Có thể sử dụng bằng bàn phím trên cảm ứng hoặc là điều khiển của nó. Thì các bác có thể là ấn vào cái function bằng tiếng Anh hoặc là function bằng tiếng Nhật ở góc đây. Thì nó sẽ các hiện ra các chức năng FM này, Bluetooth này. Thì các bác có thể ấn tiếp vào cái nút xuống ok, hoặc là ấn vào cái function đây thì nó sẽ hiện ra là các bác ấn vào cái Bluetooth này, xong rồi ấn menu. Đấy, Bluetooth menu. Xong rồi ấn phím gạt xuống và nó có hiện ra các chức năng. Đấy thì các bác ấn vào ok. Pairing. Pairing thì ở trên điện thoại thì các bác sẽ mở nó ra. Thì các bác sau khi mà pairing thì các bác ấn ok một lần nữa. Nên nó chờ chữ pairing nó nháy. Pairing nó nhảy thì cái trên cái màn hình điện thoại nó sẽ hiện ra cái tên của con Sony CMTX5 này. Đây các bác ấn vào. Đấy thì nó đã kết nối. Đã kết nối. Đấy thì các bác giờ chơi nhạc bình thường thôi. Nó sẽ hiện ra là iPhone ở trên cái màn hình này luôn. Rất là nhạy. Đây, nhạc hòa tấu. Chức năng của nó thì có cái âm tăng âm lượng ở dưới góc đây, tăng giảm âm lượng đây, tua qua bài có các thứ đây. Đây mỗi 21 trên 40 sao.
Max là 30. Để em cho nhập điện thoại rất là nhỏ. Con này thì trống đánh rất là chất, con này nghe nhạc vào thì tuyệt vời. Con này với giá của nó là mua bên này đã là khoảng tầm hơn 2 triệu. 3 triệu chứ. Con hôm trước em có mua cho anh cung ở trên Hà Nội cũng một con là 3 triệu. Với con này là 3 triệu. Con này còn nguyên hộp còn đẹp hơn con hôm trước thì không có hộp, con này còn có cả hộp. Thì mua con này mới bây giờ người ta bán là 3 triệu, thì gửi về Việt Nam thì nó cả ship cả thứ gì nó phải lên hơn 4 triệu một tí. Đấy thì em có một sản phẩm rất là đa năng, rất là tuyệt vời. Đấy, thì em đấy, để nghe một đoạn cho nó phê. Đây, với cái bài này nó nhiều bát như thế này thì nghe rất là phê. Con này là công suất là 40W nha các bác. Nếu phòng 20m2 thì nó sẽ đánh tới bời luôn. Rồi em xin chấm dứt video ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại trong các video sau ạ.